Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Tin mới 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới nhất, dẫn nhất được kênh Tin mới 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin tức mới nhất về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin bóng đá ngày 19 tháng 11 trên kênh Tin mới 24 giờ. Quý vị thân mến, đội hình ra sân Việt Nam với Thái Lan, thầy Park bất ngờ tung chiêu. Không phải Văn Toàn mà nhiều khả năng công phượng mới là người được huấn luyện viên Paul Sơ xếp đá chính trong cuộc chạm trắng trên sân Mỹ Đình tối nay ngày 19 tháng 11. Trở về từ Mỹ, công phượng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giới mộ điệu dù anh không có điều kiện được thi đấu thường xuyên ở cấp câu lạc bộ. Hiểu được điều đó, thầy Park động viên kịp thời cầu học trò và tung công phượng vào sân 30 phút cuối trước UAE. Trong thế trận chặt chẽ, những pha đột phá, rê bóng lắc léo của cầu thủ xứ Nghệ khiến hàng thủ đối phương nhiều phen vất vả. Tuy còn thiếu một chút quyết đoán trong các tình huống xử lý cuối cùng, nhưng sự tự tin đang dần trở lại với công phượng. Qua lời phát biểu của thầy Park trong buổi họp báo, nhiều khả năng ông sẽ xếp công phượng đá chính với hy vọng mang đến đột biến chính là những bàn thắng trong bối cảnh Quang Hải hay Tiến Linh sẽ được hậu vệ Thái Lan để bắt nhiều hơn. Người phải nhường chỗ cho công phượng sẽ là đồng đội cũ ở Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Văn Toàn dù xông xáo tích cực nhưng vài trận gần đây Văn Toàn chưa có sự hiệu quả trong thi đấu. Nguyễn Tiến Linh gần như chắc suất đá cắm cao nhất trên hàng công sau màn trình diễn ấn tượng trước OE. Có cảm giác thầy Park đang thử thách chân sút 22 tuổi này nhằm đẩy anh lên một tầm cao mới. Bộ khung tuyến giữa và hàng thủ đang chơi rất ổn định, không ai dính chấn thương hay bị thẻ phạt nên sẽ được huấn luyện viên người Hàn Quốc giữ nguyên. Nguyễn Tuấn Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để khắc chế ngồi nổi Sa Thiếp, trong khi Duy Mạnh cần làm tốt hơn trận lượt đi, không để Subachok rảnh chân xuyên phá xuống nách hàng phòng ngự. Đội hình dự kiến Việt Nam đấu Thái Lan, Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh và Công Phượng. Giải mã bàn đổi số áo gây sốt của tuyển Việt Nam trước giờ đấu Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có sự xáo trộn về số áo trong trận đại chiến với tuyển Thái Lan tối ngày 19 tháng 11. Vậy bí mật phía sau là gì? 4 ngày trước, trong trận đấu với tuyển UAE, tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ bất ngờ khi thay đổi số áo của một số cầu thủ. Văn Toàn hôm ấy ra sân với chiếc áo in số 14 của Tuấn Anh. Tuấn Anh lại diện áo số 21 trước đây của Đình Trọng. Hùng Dũng mang áo số 9 của Văn Toàn mang tráo đổi ấy nhằm tạo sự bất ngờ, đánh lạc hướng đối thủ và bảo mật về chiến lược sắp xếp nhân sự của đội tuyển. Huấn luyện viên cũng khẳng định trong trận gặp Thái Lan vào ngày 19 tháng 11, ông sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ hơn về số áo của các cầu thủ. Theo tìm hiểu, trong ngày diễn ra trận đấu, tuyển Việt Nam sẽ tiến hành họp nội bộ sau bữa cơm trưa, các cầu thủ được chỉ định thay đổi số áo sẽ tự lựa chọn số áo mới của mình. Như trong trận với UAE, Tuấn Anh đã chọn số áo 21 như một tình cảm dành cho Xuân Trường. Còn nhớ Xuân Trường khi đến Thái Lan thi đấu cho Buriram United cũng đã chọn khoác áo số 21 bởi đó là số áo yêu thích của Tuấn Anh. Mang đổi quần áo sau đó, các cầu thủ tự liên hệ trao đổi với nhau miễn sao đảm bảo trước khi ra sân thi đấu, trong ba lô của các chàng trai đã có một bộ quần áo thi đấu phù hợp. Hàng ngày sau mỗi buổi tập, cầu thủ sẽ thay quần áo bẩn, đặt trước cửa phòng, đợi nhân viên khách sạn thu dọn, giặt giũ và đem trả lại vào ngày hôm sau khi quần áo đã sạch sẽ và gấp gọn gàng. Các chàng trai chỉ cần đem những bộ đồ thơm tho ấy ra sân mà thôi. Có một chi tiết khá thú vị khác liên quan đến trang phục của các cầu thủ là ở buổi tập trước trận đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình vào tháng 10. Tuyển Việt Nam bất ngờ mặc áo màu bã trầu. Việc đội tuyển mang những chiếc áo cũ từ năm 2017 ra mặt khiến nhiều người thắc mắc. Thì ra đó chỉ là một thay đổi để lấy may của thầy Park. Bởi vậy, nếu ngày 19 tháng 11, tuyển Việt Nam ra sân tập với một màu áo khác lạ, thì dân mạng cũng đừng băn khoăn, bởi điều đó nằm trong tính toán của Ngài Ngũ gật hết rồi. Việt Nam đấu với Thái Lan khi mọi thứ đều chống lại người Thái Việt Nam với Thái Lan, vòng loại World cúp 2022, quá khứ, lịch sử đối đầu đang nghiêng về tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại lại là một câu chuyện khác. Huấn luyện viên Akira Nishino chia sẻ nếu để thua Việt Nam mà đi tiếp cũng chẳng sao cả. Có lẽ ông hiểu nguy cơ Thái Lan phải rời sân Mỹ Đình với hai bàn tay trắng là rất cao. Trước trận đấu, cả hai huấn luyện viên đều chỉ đạo cấm tác nghiệp đối với phóng viên của đối phương. Một bầu không khí căng thẳng dự báo một trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Lịch sử đối đầu của Việt Nam với Thái Lan là tính từ năm 1995 đến nay. Tuyển Việt Nam đã đọ sức với người Thái tổng cộng 23 lần. Kết quả chúng ta chỉ giành được 3 chiến thắng, 5 trận hòa và nhận trái đắng tới 15 lần. Tuy nhiên, kể từ khi huấn luyện viên Ponser lên nắm quyền ở Việt Nam, các cấp độ đội tuyển của chúng ta duy trì thành tích bất bại trước Thái Lan. Cụ thể, U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan 2-1 ở em 150 Cup 2017, còn U23 Việt Nam thắng 4-0 U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020. Thắng Thái Lan mới thực sự trọn vẹn. Trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan đang nóng hơn bao giờ hết. Thầy trò huấn luyện viên Park đã đối mặt với nhiều đối thủ sừng sỏ tầm cỡ châu lục như Iran, Iraq hay Nhật Bản. Nhưng mỗi trận đấu với Thái Lan đều đem lại một cảm xúc rất đặc biệt. Những thành tích tuyệt vời trong hai năm nay của bóng đá Việt Nam bao gồm áo quân U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết ASEAN 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết ASEAN Cup 2019 sẽ chưa thực trọn vẹn nếu thiếu đi một chiến thắng trước Thái Lan tại một giải đấu chính thức và có tính chất quan trọng như vòng loại World Cup. Đấu Việt Nam khi người Thái lâm vào đường cùng Trận thua trước Malaysia đã đẩy Thái Lan vào tình cảnh vô cùng ngạc nghèo. Đến Bukit Jalil với sự tự tin rất lớn, tuy nhiên voi chiến vẫn phải chấp nhận một kết quả như những lần trước ghé thăm nơi đây. Nhiều người cảm thấy bất ngờ và gọi trận thua trước Malaysia là một cú sốc, nhưng với huấn luyện viên Ponser thì không. Trong buổi họp báo sau trận thắng trước UAE, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói rằng ông không hề ngạc nhiên với kết quả đó bởi sự chênh lệch giữa Thái Lan và Malaysia là không nhiều. Người hâm mộ Thái Lan có thể chấp nhận kết quả thua Malaysia hay bất kỳ đội bóng nào khác, nhưng để thua trước Việt Nam thì không. Sau 3 tháng cầm quân, huấn luyện viên Akira Nishino đã hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ của mình, nhưng chỉ một thất bại vào ngày mai trước Việt Nam, chiếc ghế thuyền trưởng của nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ lung lay dữ dội. Tâm lý đối đầu với Thái Lan đã thay đổi. Sự thay đổi lớn nhất của Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Ponser đó là tâm lý trước khi đối đầu với Thái Lan và cả các đối thủ lớn khác, chúng ta vẫn đang giữ thành tích bất bại trước các đội bóng khu vực Đông Nam Á, riêng với Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chúng ta cũng đánh bại họ ngay trên sân nhà tại giải đấu Kings Cup diễn ra hồi tháng 6. Đó là giải đấu mà người Thái đã sắp đặt lá thăm để phân cao thấp giữa hai đội bóng. Tuy nhiên, họ đã phải nhận trái đắng khi Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất ở những phút bù giờ cuối cùng. Đến trận đấu lượt đi tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra trên sân vận động Thammasat, Việt Nam và Thái Lan hòa nhau với tỷ số 0-0. Đó cũng là trận đấu đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng của ông Akira Nishino. Với lợi thế sân nhà, người Thái rất kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam, nhưng điều đó đã không xảy ra. Họ đổ lỗi cho sự kém may mắn, đổ lỗi cho thời gian làm việc của huấn luyện viên Akira Nishino quá ngắn. Trong quá khứ, Thái Lan vượt trội so với Việt Nam về thành tích đối đầu. Ở lần gặp nhau cách đây 4 năm tại vòng loại World Cup, cũng trên sân vận động Mỹ Đình, Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Đó là trận đấu mà phần lớn các cầu thủ trong đội hình của đội tuyển Thái Lan gồm Chanathip Songrasin, Tristan Đỗ, Saras Yoyen, Terasil Danda, Kawin Thamsat Chanan và Therathon Bumathan sẽ có mặt trong trận đấu ngày mai. Trong buổi họp báo trước trận đấu, ông Akira Nishino chia sẻ, Chúng tôi thắng phục phong độ ấn tượng của đội tuyển Việt Nam. Họ có nhiều trận thắng ấn tượng trước đối thủ Đông Nam Á và châu Á. Việt Nam và Thái Lan là kình địch về bóng đá. Bóng đá Việt Nam là hình mẫu để Thái Lan học hỏi và cải thiện trong thời gian tới. Huấn luyện viên Nishino đã chuẩn bị tâm lý để thua Việt Nam với những thành tích tuyệt vời trong hai năm qua việt nam đã khiến mọi đối thủ phải nhìn bằng con mắt khác không chỉ riêng thái lan lứa cầu thủ hiện tại với những quang hải công phượng duy mạnh tuấn anh văn hậu tiến dũng văn lâm càng chơi càng hay dù còn rất trẻ nhưng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của họ không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào sau hai năm người thái chắc chắn không thể vỗ ngực tự xưng họ là vua của đông nam á Huấn luyện viên Akira Nishino nói rằng nếu Thái Lan giành chiến thắng ở các trận đấu còn lại và để thua đội tuyển Việt Nam thì điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Có lẽ chính ông cũng hiểu rằng cơ hội để rời sân Mỹ Đình dù chỉ một điểm mang về cũng không hề dễ dàng. Ông Akira Nishino đã chuẩn bị sẵn tâm lý để thua trước Việt Nam trong trận đấu tới. Đương thế nổi bật sẽ giúp Việt Nam quật ngã Thái Lan. Đại bại người Thái tại chảo lửa Mỹ Đình sẽ đưa thầy trò ông Park Hang Seo tiến rất gần đến với mục tiêu lịch sử, đó là vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đầu tiên đó là chảo lửa Mỹ Đình. Ngay cả báo chí UAE cũng tỏ ra vô cùng ngắn ngại hiểm địa Mỹ Đình khi đội bóng vùng vịnh đến Hà Nội đấu đội tuyển Việt Nam. Thực tế, chứng tỏ sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hơn 4 vạn khán giả trên sân đã nâng bước chân, tiếp thêm lửa chiến đấu cho dòng vàng. Vì thầy trò ông Park Hang Seo quật ngã đối thủ mạnh UAE đã nói lên tất cả. Chắc chắn người Thái có lý để sợ hãi dòng vàng. Thêm vào đó, Mỹ Đình hồi tháng 3 năm 2019 từng là chứng nhân lịch sử cho trận thắng hủy diệt 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan. Phong độ thi đấu cực cao Tháng 3 hòa 1, tuyển Việt Nam bất bại và xứng đáng chiếm đỉnh bảng G. Kết quả này giúp đoàn quân của tướng Park nằm trong top 6 đội đạt thành tích tốt nhất vào loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Điều đang nói, dòng vàng đã phong độ đỉnh cao, càng thi đấu càng nguy hiểm và đáng gờm. Sau trận mở màn bảng G, cơ điểm của chủ nhà Thái Lan, Việt Nam đã thắng 3 trận liên tiếp trước Malaysia, Indonesia và đối thủ mạnh UAE, bỏ túi 10 điểm. Những chiến binh sao vàng đã tiến rất gần tới mục tiêu vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. Vận son của tướng Park Ha-seo. luyện viên Park Ha-seo xuất sắc là điều không cần bàn cãi. Chiến lược gia người Hàn Quốc vừa được vinh danh cho giải thưởng huấn luyện viên giỏi nhất Đông Nam Á năm 2019 trong những hay mà thầy Park còn được thần may mắn song hành thời đã đến thì không có gì cản nổi và câu nói này dường như đang ứng nghiệm với tuyển Việt Nam bằng chứng rõ nét nhất là trận thắng UAE dĩ nhiên chúng ta khuất phục đối thủ bằng thực lực và đẳng cấp mặc dù vậy ít nhiều thần may mắn đã ủng hộ đội chủ nhà Việt Nam bởi UAE vắng ba trụ cột đó là chân sút chủ lực Ali Mahmoud sức bật mạnh mẽ từ hàng thủ bê tông cốt thép sau bốn lượt trận tuyển Việt Nam chỉ để lọt lưới một bàn với thành tích này, thầy trò ông Park Hang-seo xếp sau Nhật Bản, Hàn Quốc, giữ sạch lưới và ngang hàng Australia, Qatar. Trong số 8 đội Nhật Bản, khả năng phòng ngự chắc chắn của dòng vàng nằm trong top 5 đội cứng cựa nhất. Hệ thống phòng thủ mà tướng Park dốc hết tâm huyết xây dựng cho tuyển Việt Nam thi đấu ngày càng hiệu quả, nhuần nhuyễn. Bên cạnh việc bảo vệ sự chắc chắn phần sân nhà, các hậu vệ còn là bàn đạp vô cùng lợi hại, nâng bước chân thành công cho tuyển Việt Nam với hai bàn thắng, hai pha kiến tạo quyết định. Sau tất cả, tuyển Việt Nam có rất nhiều ưu thế trước người Thái. Nếu duy trì phong độ ổn định, chơi tập trung và tôn trọng đối thủ, khả năng cuột ngã Thái Lan tại Mỹ Đình, bảo túi trọn vẹn 3 điểm là hoàn toàn khả thi đối với Quang Hải và đồng đội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.